Chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là tôi nói nhanh về cái khái niệm, vì đây có nhiều bạn sinh viên các bạn cũng chưa biết được là hệ pha sát nó là cái gì đấy, thì cho nên là tôi sẽ nói nhanh với các bạn. Thì pha sát thì nó là một hệ mặt dựng bao bọc phía ngoài công trình. Hệ pha sát thì có thể là một mặt hoặc là bao quanh công trình đấy, mặt một mặt hoặc ba mặt hoặc bốn mặt đấy, tùy tùy cấu tạo công trình. Thì vật liệu sử dụng cho pha sát có thể là hệ nhôm kính, gốm, gạch, bê tông cốt sợi thủy tinh, bê tông UHPC, gỗ, đá tự nhiên. Đấy, rất nhiều vật liệu, nhưng mà phổ biến hiện nay ở Việt Nam ấy, chúng ta sử dụng là hệ nhôm kính, cho nên là trong cái bài này ấy, thì tôi sẽ nói về nhôm kính là chính. Thế còn các vật liệu khác thì tôi sẽ sử dụng tôi sẽ nói ở trong những cái bài 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 tiếp theo, trong những phần tiếp theo, vì cái này là nói cái này nó rất là nhiều. Vì sao? Tại vì hệ nhôm kính chủ yếu là nó rẻ các bạn ạ, chủ yếu là nó giá thành nó hợp lý và nó đẹp. Đấy. Thì đây tôi lấy ví dụ đây một số cái đây, ví dụ như các bạn nhìn đây, công trình đây là hệ pha sát bằng bê tông cốt sợi thủy tinh đây. Đấy các bạn nhìn thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, công trình bê tông cốt sợi thủy tinh ở Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng rất nhiều, mà điển hình là các bạn đi qua cái tòa tòa Techcombank ở chỗ Lý Thường Kiệt đấy. Ở đấy thì anh em ở đấy là người ta làm cái hệ bê tông cốt sợi thủy tinh cũng rất là đẹp các bạn ạ, rất là đẹp, và tôi thấy cũng rất tự hào vì khi mà các nhà thầu Việt Nam của chúng ta làm được những công trình như vậy rất sắc nét, rất đẹp. Đấy, và đơn vị đúc ở đấy thì cũng là các bạn của tôi, thì nói chung là làm rất là tâm huyết, và tôi xem các cấu tạo đấy thì thực sự là tuyệt vời. Đây ví dụ đây là một cái điển hình nữa là của đây là hệ lam gốm terracotta. Đấy các bạn nhìn cái thanh lam nó kiểu như thế này mà tôi đã làm đây, đấy terracotta. Đấy thì cái lam gốm này thì trên thế giới người ta dùng rất là nhiều luôn. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì ít, vì sao? Vì là chủ yếu là nó đắt các bạn ạ, nó đắt. Nhưng mà công trình mà làm cái này nó sang lắm và nó bền, cái vật liệu gốm nó rất là bền theo thời gian. Đấy. Và đây là cái phần khung nhôm kính, thì các bạn nhìn các công trình này thấy quen đúng không ạ? Đây ví dụ đây tòa Lotte ở Hà Nội này, đây tòa Keng Nam là ở Hà Nội này, và đây là cái tòa 81 tầng Landmark 81 tầng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ trọng tâm, chúng ta sẽ nói về hệ khung nhôm kính là chính các bạn nhé, hệ khung nhôm kính là chính. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu